nghĩa là vào tánh kim cương bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả Như Lai, vào tánh nghĩa bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả Bồ Tát, vào tánh pháp bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp, vào tánh uẩn bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả uẩn, vào tánh xứ bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả xứ, vào tánh giới bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả giới, vào tánh đế bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả đế, vào tánh duyên khởi bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả duyên khởi, vào tánh báu bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả báu, vào tánh ăn bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả sự ăn, vào tánh thiện pháp bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả thiện pháp, vào tánh pháp phi thiện bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp phi thiện, vào tánh pháp hữu ký bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp hữu ký, vào tánh pháp vô ký bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp vô ký, vào tánh pháp hữu lậu bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp hữu lậu, vào tánh pháp vô lậu bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp vô lậu, vào tánh pháp hữu vi bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp hữu vi, vào tánh pháp vô vi bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp vô vi, vào tánh pháp thế gian bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp thế gian, vào tánh pháp xuất thế gian bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp xuất thế gian, vào tánh pháp phàm phu bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp phàm phu, vào tánh pháp thanh văn bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp thanh văn, vào tánh pháp độc giác bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp độc giác, vào tánh pháp bồ tát bình đẳng có thể nhập được tánh luân của cả pháp bồ tát, vào tánh pháp như lai bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả pháp như lai, vào tánh hữu tình bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả hữu tình, vào tánh tất cả bình đẳng có thể nhập được tánh luân của tất cả. Phật nói tánh bình đẳng ly thú bát nhã vào đại luân rộng lớn như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: Nếu có người nào biết được pháp môn tánh bình đẳng lý thú sâu xa của tánh luân như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập thì khéo ngộ được các tánh bình đẳng, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng Như Lai chân tịnh khí điển rộng thọ cúng dường. Vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn vô thượng lý thú sâu xa tất cả sự cúng dường của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường nhiếp hộ chánh pháp, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả Ba La Mật Đa, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả pháp phần Bồ Đà, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả tổng trì đẳng trì, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả năm mắt sáu thần thông, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả tịnh lự giải thoát, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả từ bi hỷ xả, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường tu hành tất cả pháp Phật bất cộng, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường quán tất cả pháp hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đối với bất khả đắc,